Vừa qua tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả đại hội 12 Công đoàn Việt Nam tìm hiểu ứng dụng mạng xã hội truyền thông về uống có trách nhiệm. Tại hội nghị lãnh đạo công đoàn công thương Việt Nam cho biết, Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam đã khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức hoạt động, xây dựng công đoàn Việt Nam lớn mạnh, mang nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Cũng trong chương trình hội nghị, Công đoàn Công thương Việt Nam phối hợp với Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam tập huấn cho các cán bộ công đoàn về những ứng dụng mạng xã hội đang phổ biến ở nước ta hiện nay như Facebook, Zalo, YouTube và tầm quan trọng của các mạng xã hội trong công tác tuyên truyền cũng như bảo mật thông tin. Đồng thời phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về uống có trách nhiệm trong các tổ chức công đoàn. Các bài giảng của giảng viên được thể hiện bằng những hình ảnh sinh động trực quan đã cung cấp những thông tin quan trọng như uống bia rượu như thế nào là tốt cho sức khỏe, uống như thế nào thì an toàn để các cán bộ công đoàn dễ dàng đón nhận và truyền tải đến các đoàn viên công đoàn cơ sở. Theo Công đoàn Công thương Việt Nam, hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên về việc phòng, chống, giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn.